Tình yêu, vâng, lại là em đây. Xin chào, xin chào. Vẫn là một câu chúc, đó là chúc quý vị có một ngày thật là an nhiên và thật nhiều may mắn, cũng như là thật nhiều sức khỏe. Và hôm nay thì em giới thiệu mọi người một cặp loa Bookcell rất là đẹp đến từ hãng LOD Hitachi với mã hiệu HS3. Đây là một cặp loa 3 đường tiếng với bát 20, trung dom và siêu tép dom. Nó có một cái ngoại hình nó khá là nuột nà. Vâng, sản xuất hơn 40 năm nay rồi, thế nhưng mà về các cái góc của thùng cũng như là các cái thành quách nó rất là ok quý vị ơi. Thậm chí là cái phía sau lưng, vâng, cái phía sau là cái phía có thể là dễ hấp thụ độ ẩm nhất, thế nhưng mà quý vị có thể thấy đấy, cũng rất là đẹp. Đây là cái thông số của nó. Công suất là 80W, một vế maximum trở kháng 6 ohm, bát 20, trung 2,5, super tép 1,4, made in Japan Tokyo. Vâng, nó là một trong những cặp loa nó có cái chất âm rất là hay. Hay ở đây ý, là nó mang một cái nét độc đáo, nó không giống bất cứ một cái dòng Bookcell nào chúng ta có thể gặp trên thị trường. Cái thứ nhất là cái củ loa kiềng nhôm đúc. Hai cái này thì nó bắt trên một cái tấm mặt rất là đẹp, thùng góc cạnh rất là ok. Và cái dòng ngân xếp tẩm dầu của nó rất là đặc trưng. Những cái dòng gân này nếu như ấy, nó còn mềm thì nó còn sử dụng được rất lâu. Vâng, như con này gân rất là mềm. Và hiện tại thì nó còn nguyên bụi đây, em còn chưa thèm lau đâu quý vị ơi. Thấy không? Đó. Nguyên bụi nhá. Đó. Nguyên bụi bãi. Đấy, đấy là cái câu mà anh em bán hàng người ta hay nói. Còn cặp này thì nó lại không phải là bãi, mà cặp này là cái cặp ở cái siêu thị đồ cũ từ bên Nhật bọn em lấy về. Chứ bãi thì cũng có nhiều thể loại bãi lắm. Và đây là một trong những cái cặp loa thùng kín nhưng lại có cái âm trầm rất là mạnh, âm tròn chắc, sâu tiếng và nó có một cái độ chi tiết rất tốt, âm trường nói chung là rộng và các cái dải âm cân bằng và sạch sẽ. Sau đây thì mời quý vị lắng nghe một bản nhạc được mang tên là Một lần dang dở. Cái cặp này thì nó rất dễ đánh thôi, rất thích hợp với các cái âm ly cổ, công suất loanh quanh trên 60W là đánh được ngon rồi. Và nếu như gặp cái loại xuất âm tụ thì quá là ok luôn, hoặc là STK. Con này đánh với sỏ STK hay lắm luôn quý vị ạ. Đó, trầm nghe rất đã luôn. Giải cao rất hay, sáng tiếng mà nó sắc, nó có cái độ chi tiết rất tốt. Góc cạnh tuyệt đẹp luôn. Và sau đây thì mời quý vị lắng nghe tiếng bát bạo lực và các cái chi tiết âm nó rất là trẻ trung sôi động đến từ một bản remix. Bát như súp luôn, đánh hay lắm. Nó
tròn, nó chắc, nó gọn tiếng mà nó không bị có hiện tượng relay. Mê luôn. Bát bánh như súp luôn, hay lắm quý ơi. Các cái tiếng loa đẹp keng luôn, đẹp dã man luôn. Tiếp theo thì mời quý vị lắng nghe một bài nhạc cụ từ tiếng đàn tranh rất là hay của Trung Quốc. Ooh.
Vâng, cảm ơn quý vị rất nhiều vì đã bỏ thời gian ra để theo dõi video testing của Việt Audio. Và cái giá cho cặp loa này chưa đến 3 triệu đồng nhé quý vị nhé. Một cặp loa rất đẹp, nuột trong kết cấu, tiếng rất là hay. Hay ở đây đó là trong cái tầm giá của nó thì nó có thể là nó vượt trội hơn so với rất nhiều các cái cặp loa bulk sale. Và quý vị bây giờ có mua một cặp loa dàn đại bây giờ thì giá nó cũng phải trên 3 triệu. Một cây loa dàn chung bây giờ thì giá nó cũng phải 2 triệu rưỡi đến 2 triệu 7, 2 triệu 8. Đấy là đối với những cái dòng loa mà nó cũng là hình thức vừa phải thôi. Và cái chất âm của cái loa dàn chung với loa dàn đại thì rất khó có thể là ăn đứt được các cái dòng loa bulk sale chuyên nghiệp này. Và nó kém phối ghép hơn rất là nhiều so với việc là các cái dòng loa bulk sale mà hãng người ta sản xuất riêng lẻ. Và quý vị nào mà có nhu cầu thì cứ alo cho em theo số điện thoại 0984 511 460. Em ở Long Biên, Hà Nội và hân hạnh giao lưu với quý vị khắp miền quê, khắp nơi trên thế giới. Một lần nữa xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo nhé.